combo mưa phùn, nồm ẩm đã trở lại miền Bắc và chưa hẹn ngày ra đi, thật khó chịu phải không các ông? Quần áo không khô, ẩm mốc đồ đạc và đặc biệt là có thể gây nhiều bệnh hô hấp cho trẻ em và người già. Không còn cách nào khác, phải sắm ngay một em máy hút ẩm thôi các ông ạ. Trên thị trường hiện có nhiều loại máy hút ẩm, nhưng cơ bản là được cấu tạo theo hai kiểu: máy hút ẩm cơ, máy hút ẩm điện tử. Theo kinh nghiệm của tôi thì nên chọn loại máy hút ẩm điện tử được trang bị thêm nhiều tiện ích khác như chế độ sấy khô quần áo, lọc không khí, hẹn giờ, khử mùi và diệt khuẩn bằng ion. Khi sử dụng, các ông lưu ý: 1. Đặt máy cách tường khoảng 30 cm, cách trần nhà tối thiểu 15-20 cm, giúp không khí được hút và tản ra mọi ngóc ngách trong phòng. 2. Luôn bật máy ở chế độ chờ. Việc này sẽ giúp máy không bị ẩm mốc, hư hỏng. 3. Khi máy bắt đầu chạy nên cài đặt chế độ hút ẩm từ 20-40% ở 10 phút đầu, sau đó điều chỉnh lên 50% là mức lý tưởng mà nhà sản xuất khuyến cáo. 4. Nhớ không mở cửa hay quạt trong khi máy đang hoạt động. 5. Thường xuyên kiểm tra khay chứa nước của máy khi máy báo hiệu đã đầy để kịp đổ, tránh chập cháy thiết bị. Đừng quên vệ sinh máy để giúp máy hoạt động hiệu quả và kéo dài tuổi thọ. Chú ý rút nguồn điện trước khi vệ sinh để đảm bảo an toàn. Cuối cùng, khi không sử dụng, hãy bảo quản máy ở nơi khô ráo, tránh để nước và làm hỏng mái nhà. Theo dõi Điện lực Việt Nam EVN để cung điện biết tuốt tham khảo thêm nhiều bí kíp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm nhé.